mẹ đi cho gà ăn nhé. Mẹ lấy nước cho gà đấy, con lấy nhá. Wow. Không phải lấy thức ăn đâu, con lấy cho gà trông gà nhá. Gà cũng gà, uống nước thế nào? Làm tay nhẹ, mới khỏe ghê rồi đây. Ra đi mẹ đậy vào để mình đi. Có ai nhà không nhỉ? Cô Dì ơi. Cô nhiều cây đấy nhỉ? Vâng, nhà tôi, mẹ tôi trồng cho tôi ạ. Bác bác cho con nha, bác cho chú quả cho con này. Bác đi đâu? Em nhớ đi mẹ. Bác có quả cho con này. Quả bác chưa? Bác có quả nữa nhỉ? Cháu này, sữa này, trẻ này. Cái quần áo nhé. Ở đây nhé. Đây nó khóa rồi nhỉ, mấy năm rồi nhỉ? Vâng. Nhà tôi ở ngay trên này thôi mà, trên nhà tôi có cái máy nhà sinh thanh đây. Hai nhà con nó thỉnh thoảng như là lấy rau ấy, nên đi qua đường này để củi thay vào rừng cả. Cái keo lên này. Nó có keo cho con nhé. Con sữa cho con uống nhá. Wow. Anh tên gì ấy? Hả? Anh tên gì? Anh tên là Thảo. Con Thảo đây nhá. Nóng quá nhỉ?
khô cây lúa đây không? Con kèo đi. Con tôi sợ bé thôi. Con hay vào núi, thỉnh thoảng đi mấy ngày để về. Nguy hiểm lắm, người không vào đấy nhá. Không dám đi mà. Nhà tôi cũng về núi chơi được này. Nhà tôi thuê người đó. Đã cặt nên một người lấy không? Nhiều lắm. Nhà cô nhiều phần nhiều hoa nhỉ? Mưa nhà có rột không? Em làm mua cái bạt che ở trên này mới rồi. Ai đang che thì mình là biết lắm. Làm được như này là tốt lắm rồi. Nhưng mà mua bạt mà không làm được gọi tôi xin lỗi, tôi làm hội cho. Tôi xin dám nhờ chú đâu. Bác có quả cho con ăn nhá. Bác có quả nhá. Bác có quả nhá. Bác gọi cho con nhá. Mà nhà cô nhà mát gì à? Nhà mát quá nhỉ? Thế nhà trước nhà cô ở đâu? Trước nhà cô ở trên này, trên núi kìa, lên núi. Chồng tôi uống rượu hay là đuổi đánh hai mẹ con, hai mẹ con chạy về bà ngoại. Cuộc sống cái thế rồi chịu khó làm ăn thôi, phát triển như thế thôi. Ở đây giờ cái việc tôi cũng chẳng hơn mấy việc, tôi phải ra ở nhà mà tôi chỉ cần tôi muộn cái xăng lên đấy. Dưới nhà bác trồng xanh thì xanh nhé. Vâng, dưới nhà tôi đấy, người ta dùng, nhà tôi trồng ở chỗ dưới tường rồi đó. Bộ, con ăn nào? Dứa. Quả dứa à? Dứa à? Ừ. Bộ con ăn nhé. Ừ. Con ăn. Con ăn quả gì đấy? Đây là quả dứa. Dứa à? Ừ. Ở trong miền Nam người ta gọi là quả khóm. Quả khấm. Khấm à? Ừ, khấm. Khấm. Bộ con ăn nhé. Con đi học chưa? Đây, con chưa đi học. Con chưa đi học. Mẹ con dạy con ở nhà thôi. Học chữ O A thôi. Con hát cho mình bác nghe. Hát đi. Hát cho bác nghe. Hát cho bác nghe. Con biết con hát con vịt không? Hả? Như là một con vịt. Một con vịt. Tay tay tay. Đúng rồi. Chưa chẳng. Con tên là gì? Con tên là gì? Binh-mon. Thank you.
tên là gì? Con tên là gì? Con làm lên chơi với anh nhà bác nhá. Làm lên chơi anh chị nhà bác nhá. Anh chị nhà bác lớn rồi. Đây bác bủa con ăn nhá. Con ăn không? Ăn một miếng nhé. Vâng. Ừ, đã tía hổ xong nha. Vâng. Dạ, ăn đi. Con xin bác chưa? Con xin bác. Ừ, con ăn đi. Con có nước không? Con đi rửa tay nhé. Này nặng quá nhỉ? Con đi. Con ơi, đi vào đi lấy củi nào con.
đấy nhá.